Thổi nó đi con, thổi nó đi. Chúc mừng sinh nhật Tâm Anh nha. Tâm Anh yêu dấu. Có thể là như vậy đó chị. Không phải bữa nay em đi ăn sinh nhật với chị rồi hả? Với lại chị nói thiệt là chị không có nói với mọi người đâu. Chị giấu em đúng không? Em chắc chắn là sẽ có mọi người ở nhà mà. Em gọi điện thoại cho anh hoài mà không được. Anh đang bận lắm hả? Em chuẩn bị tới bệnh viện nè. Có chuyện gì vậy không biết nữa. Bực mình thiệt chứ. Thế đâu em? Chào mọi người. Đi đâu mặc đồ đẹp dữ vậy? Thế tôi lên bệnh viện. Ê, vậy sẵn đường chờ tôi đi chung với. Chờ xíu nha, anh cầm giùm em lên thay đồ cái. Lẹ đi. Chờ xíu nha. Ủa, đây có phải là Diễm My 96 siêu sao phản ánh khu phố nhà mình không ta? Cái gì vậy? Siêu sao gì vậy anh? Thì vụ rần rần bữa nay đó. Cái gì kể nghe chứ. Em có biết là trong một ngày thì em nổi tiếng khắp khu phố mình không? Gì ghê vậy? Gì đó, thấy cũng bình thường thôi mà. Bình thường cái gì? Anh đi ra ngoài siêu thị nha. Người ta đồn rần rần về em đó. Kể nghe con. Đồn gì? Đồn gì vậy? Trời, thì người ta đồn em đó là chuyên gia đi phản ánh trên khu phố. Sau này người ta có chuyện gì người ta nhờ em đi phản ánh á. Trời ơi, chi không biết nó. Bởi vậy nổi tiếng phiền phức quá. Trời, chảnh hả? Để em nghe điện thoại. Ghê không? Giờ người nổi tiếng nghe điện thoại có khác. Ủa? Alo. Ôi, xui đi em này. Nó nói bao nhiêu lần đổi cho điện thoại đi. Tự nhiên cứ để giống em lộn hoài à. Chờ tôi một chút nha. Chờ tôi đi với. Chờ tôi đi thay đồ cái. Lẹ đi chờ ở ngoài nha. Ủa, Quốc, tôi nói gì mà sao Mi nó giận vậy? Theo như kinh nghiệm chuyện bị giận của tôi là không làm gì đàn bà gái cũng giận nữa. Ừ. Cô đợi đó đi, để con dọn cho, không sao đâu cô. Nè, tối nay cả nhà đi ăn tiệc, con không cần phải nấu cơm tối nha. Hai đứa ở nhà muốn ăn gì thì cứ nấu. Dạ, mà cô ơi, hai chị em con xin phép ra ngoài được không cô? Hai đứa cứ đi đi. Cô đi dạ, nha. Dạ, con chào cô. Tâm Anh. Dạ. Em chuẩn bị đi, hai chị em mình ra ngoài tổ chức sinh nhật ha. Dạ. Vậy bà sắp gặp được người yêu rồi ha. Không dám đâu. Có chào tôi cũng thèm đó ha. Chạo quá à. Gì vậy? Biến thái chúng ta. Chạy đi. Đây là tên biến thái đúng không? Lần này ông chết với tôi. Như tử vậy mới nhớ rồi biết không? Bà quên tôi là My phản ánh hả? Trời ơi giỏi quá. Ý, tới rồi. Nè, em muốn đi rồi lát chị dẫn đi ăn ha. Dạ. Cảm ơn chị. Ủa, em tìm gì vậy? Em đâu có tìm gì đâu. Sao chị thấy em cứ nhìn kiếm cái gì vậy?
Em đó nhìn cái gì đâu mà. Thôi uống đi. Chị ơi, hôm nay sinh nhật em á, em muốn đi đâu ăn gì cũng được đúng không chị? Uống đi nha. Nghe. Cảm ơn. Dạ. Em thấy cái này sao? À, cũng được á chị. Chị thấy làm sao? Chị thấy là Tâm Anh dễ thương, cho nên là kẹp cái nào cũng sẽ dễ thương. Vậy chị lấy cái này ha. Dạ. Em mới tới hả? Dạ em mới tới. Hù ghê quá mà. Em xin lỗi. Mà anh Sĩ ở đâu rồi anh? Sĩ đi chưa về mà em. Ủa, anh đi đâu vậy? Gì kỳ vậy? Sĩ không nói gì với em hả? Sĩ đi từ thiện cho bệnh viện từ hôm qua rồi. Hả? Trời ơi, cái ông này kỳ thiệt. Đi mà không nói cho bạn gái gì hết trơn vậy. Vậy chắc là ảnh đồ xấu xa. Vậy là em ăn hết rồi đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt hả chị? Nhắm mắt lại nha, không có được mở mắt ra đâu đó. Dạ. Nhanh lên. Tiền tiền, chúc mừng sinh nhật Tâm Anh của chị. Ủa, em tìm cái gì vậy? Hả? À, chị ơi. Bộ không có ai hết hả? Ừ, thì chỉ có hai chị em mình thôi, chứ em muốn có ai nữa? Ờ, thì em muốn có ông nè, cô chú chủ nhà, anh Nguyên, còn chú Julian nữa. Bộ không có ai hết hả? Ờ, tại chị cố tình không có nói cho họ biết á. Sao vậy? Ờ, chị sợ phiền mọi người á. Biết đâu họ đều biết, nhưng muốn giữ bí mật với em thì sao? Để làm gì? Thì muốn cho em một sự bất ngờ đó. Bất ngờ hả? Mọi người muốn cho em một sự ngạc nhiên, cho nên đã để em ra ngoài. Trong lúc đó họ sẽ chuẩn bị tiền thật lớn đó nha. Chị nghĩ là không có đâu. Lát về đi rồi chị sẽ biết. Mọi người đi chơi hết rồi. Thôi bây giờ chị hát chúc mừng sinh nhật Tâm Anh, rồi Tâm Anh thở nến, sau đó mình đi về ha. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày đó Tâm Anh ra đời. Happy birthday to Tâm Anh. Về rồi nè. Ấy, My Phạm Ánh về chưa? Chúng ta chào đón đi. My Phạm Ánh. My Phạm Ánh. My Phạm Ánh. Cái gì vậy? Thôi, bị gì vậy? Có gì? My Phạm Ánh. Ủa gì vậy? Trời ơi, chắc là mấy đứa tự sinh á, thấy bộ á, đuổi tên Nguyễn Thái nên mới làm vậy á. Trời đất ơi, mấy đứa này cũng rảnh quá ha. Thôi, có khi nào á nhà mình thì có một đại biểu quốc hội không ta? Vậy vậy luôn á hả? Thôi đi, đường tới đó còn xa lắm bà ơi. My Phạm Ánh. My Phạm Ánh. My Phạm Ánh. À, khoan chị ơi. Hả? Đem vô nhà trước nha. Sao vậy? Thì chị cứ cho em vô nhà trước đi. Mừng ngày sinh nhật Tâm Anh. Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày đó Tâm Anh ra đời. Hãy nắm tay cùng chúc mừng sinh nhật. Anh
chúc mừng sinh nhật Tâm Anh nha. Sinh nhật Tâm Anh yêu dấu. Có thể là như vậy đó chị. Không phải bữa nay em đi ăn sinh nhật với chị rồi hả? Với lại chị nói thiệt là chị không có nói với mọi người đâu. Chị giấu em đúng không? Em chắc chắn là sẽ có mọi người ở nhà mà. Thấy chưa? Chị đã nói là mọi người đi hết rồi mà. Cả nhà ơi, con Tâm Anh về rồi nè. Thôi, em lên rửa mặt đi. Dạ. Ủa, sao em chưa thay đồ nữa? Chán. Thôi, năm sau chị hứa là chị tổ chức sinh nhật đàng hoàng cho. Với lại năm sau có ba nữa, sẽ tổ chức cho Tâm Anh sinh nhật hoành tráng luôn. Chịu không? Dạ, em biết rồi. Julian, điện thoại anh kìa. Nó nói bao nhiêu lần đổi nhạc chuông nó không chịu, cứ lộn tới lộn lui hoài, bực bội muốn chết. Ủa, anh đổi nhạc chuông rồi đó. Không phải điện thoại của anh Rang đâu. Anh nè. Muốn gì? Nói lẹ. Anh đang qua nhà em. Chắc mất khoảng 30 phút. Anh chờ em trước nhà nha. Ủa, thiện sao? Anh chờ có liên quan tới tôi đâu. Gì vậy? Dám làm vậy với tôi hả? Đi đâu mấy ngày không liên lạc rồi bây giờ. Anh tưởng là ai mà tôi phải chờ? Ủa, ông tới đây sao vậy? Bực mình gì đâu á. Kính thưa quý vị và các bạn, My Phản Ánh sắp xuất chiêu. Kính thưa cô Ban Mai, cô có một dự đoán gì về cái vụ phản ánh sắp tới này? Theo như tôi thấy, My Phản Ánh đã thể hiện khả năng đặc biệt của mình trong những ngày qua rất tốt. Cho nên lần này tôi nghĩ rằng sẽ thắng lợi lớn. Lần này anh chết với tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong lúc chúng tôi đang phỏng vấn với chuyên môn thì cô My Phản Ánh đã vào cuộc. Xin quý vị và các bạn hãy theo dõi diễn biến và kết quả của cuộc phản ánh này trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ở nhà có chuyện gì không con? Dạ không con. Nè, làm chi? Xong rồi á là đi lên lầu viết nhật ký cho mẹ rồi mới được đi ngủ nghe chưa? Con buồn ngủ lắm á. Buồn ngủ cũng phải viết nữa. Lát là mẹ lên mẹ kiểm tra đó.